Tại sao khi nhắc đến Tây Nguyên, người ta lại nghĩ ngay đến cà phê? Là bởi Tây Nguyên được coi là thủ phủ cà phê với diện tích lớn nhất cả nước. Cà phê Việt Nam là mặt hàng nông nghiệp nổi tiếng thế giới về chất lượng và số lượng xuất khẩu. Sản lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam luôn nằm ở top cao trên thế giới trong nhiều năm qua. Không chỉ thúc đẩy khả năng phát triển loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao này, mà còn làm xuất hiện một sản phẩm du lịch mới mang tên du lịch cà phê tại Tây Nguyên. Tìm hiểu về quy trình sản xuất và pha chế sản phẩm ngon đúng cách từ rang, xay, chế biến cho đến khâu thành phẩm. Đó là những điều luôn gây thích thú cho du khách khi tham quan quy trình sản xuất và thưởng thức hương vị của thứ hạt trái cây có tên là cà phê, được canh tác, thu hái và chế biến theo phương pháp tự nhiên ở Tây Nguyên. Đây chính là một phần của tour du lịch cà phê của công ty Cà phê Là Việt tại Đà Lạt. Theo đuổi giấc mơ làm ra hạt cà phê ngon và sạch, Trần Nhật Quang, một người trồng cà phê, cũng từng là giảng viên đại học, đã dành nhiều công sức để khuyến khích các hộ nông dân đi theo quy trình canh tác tôn trọng tối đa sự tự nhiên. Anh không chỉ là chuyên gia trong việc thẩm định chất lượng cà phê, mà còn là người có công quảng bá, xúc tiến đưa cà phê Lâm Đồng xuất ngoại sang những thị trường khó tính như Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Quán cà phê Là Việt Đà Lạt mang phong cách thiết kế cơ bản, đậm màu công xưởng, với tông màu chủ đạo là trắng và đen phối với nhau tạo nên không gian yên tĩnh. Trong không gian rộng lớn và thoáng mát, du khách như đang lạc vào một xưởng sản xuất cà phê độc nhất vô nhị. Ở đây, bên ngoài là nơi khách có thể thưởng thức cà phê và tận hưởng hương thơm quyến rũ của các loại đồ uống đặc biệt từ xưởng chế biến rang xay ở bên trong. Nếu muốn tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất và pha chế cà phê ngon đúng cách, khách sẽ được hướng dẫn làm quen với nhà máy. Bạn có thể nhìn thấy đường đi của hạt cà phê từ khâu rang xay cho đến khâu chế biến, đóng gói thành phẩm. Thông thường, đồ uống được cung cấp tại quầy bar rất đặc biệt. Nó không chỉ là cà phê. Hãy thử tìm cho mình những thức uống khác nhau từ cà phê. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với những gì được trải nghiệm. Cà phê uống ngon nhờ cách chế biến. Đặc biệt ở Là Việt, cà phê được pha lạnh bằng đá viên để giữ được hương vị cà phê Arabica đích thực. Giám đốc công ty Cà phê Là Việt tại Đà Lạt là người tâm đắc với tiềm năng của xuất khẩu cà phê tại chỗ với mô hình du lịch cà phê. Công ty tổ chức tour tham quan nhà máy và trải nghiệm rang pha sản phẩm kéo dài 2 tiếng và tour cà phê chuyên đề kéo dài 1 ngày. Tập trung vào trải nghiệm chuyên sâu đối với khách du lịch quốc tế quan tâm đến nông nghiệp địa phương. Mô hình du lịch này đã rất thành công trong giai đoạn trước COVID-19 và hiện nay đang thu hút khách trở lại. Du khách sẽ được đi đến những vùng trồng nguyên liệu, tự chính tay mình hái những quả cà phê đỏ tươi, chín mọng, tuốt vỏ, lên men. Trong cái khái niệm cà phê đặc sản, nó có một cái khái niệm nó gọi là single origin. Tức là nó là chỉ một cái vùng đất cụ thể hay là một cái farm cụ thể. Và cái khái niệm này á, thì nó nhằm tôn vinh cái giá trị đặc sắc của cái vườn đấy hay là của cái vùng đất đấy. Thì đối với lại Việt Nam ở Lâm Đồng á, thì cái Đà Lạt Lâm Đồng á, thì là cái nơi mà trồng cà phê Arabica phổ biến. Và Arabica ở Đà Lạt Lâm Đồng á, thì có các cái giá trị về mặt chất lượng mà nó trong nhiều năm nay nó đã được khẳng định rồi. Thì để đảm bảo về giữ vững ổn định và phát huy cái giá trị chất lượng của cái hạt cà phê Arabica của Đà Lạt Lâm Đồng á, thì đầu tiên nhất á, là chúng ta cần phải chú trọng vào cái khâu canh tác. Sau đó thì là chúng ta đảm bảo cái mức độ thu hái là phải hái chín đúng thời điểm. Sau đó chúng ta cần có các cái phương thức sản xuất để nó đạt được cái chất lượng như nó vốn có ban đầu. Chúng tôi nghĩ rằng á, là cà phê đặc sản đó là cái việc là trân trọng cái giá trị về chất lượng được duy trì từ vườn cho đến nhà máy, cho đến nhà rang và cho đến người tiêu dùng, và đảm bảo cái sự công bằng trong cái chuỗi giá trị để mỗi một người tham gia vào trong cái chuỗi giá trị này họ đều nhận được những cái phần thưởng xứng đáng so với công sức mà mình bỏ ra. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi thưởng thức một ly cà phê thơm ngon do chính tay mình làm ra. Coffee Tour đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ ưa khám phá,
đặc biệt là du khách nước ngoài. Các chuyên gia dự đoán ngành cà phê đã và sẽ tiếp tục là một ngành quan trọng trên bản đồ kinh doanh quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đang hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, hữu cơ, tập trung vào giá trị gia tăng và ngành hàng cà phê cũng nằm trong xu hướng này. Trong khi nhà nước còn đang loay hoay tìm đường gây dựng vùng cà phê đặc sản, thì vài năm trở lại đây, nhiều nông dân chân đất đã tự tìm đường nâng tầm hạt cà phê truyền thống thành cà phê đặc sản. Những chuyến du lịch cà phê đặc sản sẽ giúp du khách hiểu rõ về cách canh tác, chế biến và thưởng thức sản phẩm cà phê sạch chất lượng quốc tế đang được thị trường ưa chuộng. Tiệm cà phê Yu Mờ Nang là ngôi nhà truyền thống bằng gỗ của người Cờ Ho, nằm giữa đồi Mờ Nang có độ cao trên 1.300m so với mặt nước biển, ở xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Cô chủ quán là Liên Gia Trăm, một nông dân trồng cà phê. Đây là quán cà phê duy nhất ở Đạ Sa có cà phê đặc sản, được chính cô chủ nhỏ sơ chế, rang xay. Tiếng lành đồn xa, người dân trong vùng và khách phương xa đều thích thú ghé quán Yu Mờ Nang bên vườn cà phê để trải nghiệm và chứng kiến quy trình làm ra loại cà phê đặc sản xứ Cờ Ho. Mỗi lần vô trong này là đổ lên đây uống cà phê, buổi trưa. Vì sao thế? Tại vì cái hương vị đây nó cũng hay, nó cũng ngon. So với mấy quán khác là nó, cái hương vị đây uống nó cũng đậm đà nó được hơn. Không như bây giờ vô trong này là anh em là nó giao lưu nhỉ. Dù chỉ có 1 hecta trồng cà phê Arabica chất lượng cao, nhưng Liên Dracham đã tìm thêm được 12 hectare từ các hộ liên kết chịu cung cấp cà phê theo tiêu chuẩn SCA, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới. Liên Dracham thuyết phục các nông hộ bỏ tập quán dùng phân bón hóa học và chỉ thu hái trái cà phê chín. Cô đảm bảo đầu ra ổn định và mua cà phê của bà con với giá cao. Với mô hình quán từ vườn tới ly cà phê, Liên Dracham muốn những người dân trong buôn làng có thể tiếp cận gần hơn với hạt cà phê cao cấp. Năm 2022, cà phê của Yu Mờ Nang đã được một thương lái Nhật đặt mua xuất đi Nhật sau khi thử nếm và kiểm định chất lượng. Một nhà thu mua người Hàn Quốc và nhiều tiệm cà phê trong nước cũng là khách hàng thường xuyên của cô. Sau thời gian mở quán, bà con ở thôn 4, xã Đạ Sa và các xã lân cận đã tìm đến mua cà phê sau khi rang và đóng gói của cô nhiều hơn, dù họ cũng trồng cà phê. Trung bình mỗi tháng, tiệm Yu Mờ Nang bán khoảng 100kg cà phê cho khách lẻ hoặc bỏ mối các quán ở những tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang, Vũng Tàu. Quán cà phê Yu Mờ Nang không chỉ là địa chỉ tìm đến của khách du lịch cà phê phương xa, mà còn là điểm tham quan tại chỗ của bà con sản xuất cà phê trong vùng. Đến để học tập kinh nghiệm và thưởng thức cà phê đặc sản được trồng từ chính mảnh đất quê hương của họ. Đến với Yu Mờ Nang thì các bạn sẽ thưởng thức được một cà phê làm bằng cả tâm huyết của những người Cờ Ho bình dị. Cà phê tròn vị tâm, cà phê tròn vị có nghĩa là trong cà phê có cả vị chua, vị đắng và vị ngọt. Tâm ở đây là tâm huyết, làm bởi tâm huyết của em. Em cũng muốn giới thiệu về văn hóa dân tộc của tụi em cho những vị khách mà họ tới quán cà phê của em. Nhưng mà mục đích chính của em thì vẫn là muốn quảng bá về cà phê ở tại đây ạ. Và cái tiếp theo đó là khi mà những vị khách họ tới đây thì họ thưởng thức những ly cà phê thì họ thấy được những con người thân thiện ở tại đây. Và em là một người địa phương điển hình chẳng hạn. Thật ra đây là logo của mang thương hiệu cà phê của em. Còn cái này là đây là những hoa văn của người dân tộc Cờ Ho, còn tụi em là Cờ Ho Chil thì cũng chung chung hết ạ. Nên là em cũng muốn qua khi mà em lấy cái hình ảnh hoa văn của người Cờ Ho thì em muốn truyền bá cho mọi người biết là về văn hóa của tụi em ạ. Và rất là tự hào vì về văn hóa của mình ạ. Arabica là một dòng cà phê được người Pháp đưa vào Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ trước,
đã trở thành loại cây đặc trưng cho vùng đất Đà Lạt, Lâm Đồng. Cà phê Arabica là niềm tự hào của người dân phố núi và nó cũng mang đến nguồn kinh tế ổn định. Từ nhiều năm nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Song Vũ ở Trạm Hành, Xuân Trường của thành phố Đà Lạt đã chuyển đổi trồng cà phê theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học, giúp cho cây cà phê sinh trưởng thuận theo tự nhiên. Đến vùng canh tác của hợp tác xã, du khách sẽ được chứng kiến tận mắt từng công đoạn sản xuất, thu hái và chế biến cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hợp tác xã đã chuyển đổi trồng cà phê theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học, giúp cho cây cà phê sinh trưởng thuận theo tự nhiên. Trong tour du lịch cà phê, du khách sẽ được tham quan từ công đoạn người lao động cẩn thận chọn lựa, thu hái từng trái cà phê chín mọng trên cành, cho đến công đoạn loại bỏ những trái cà phê hạt nhân lép, bóc vỏ, lấy hạt lụa, ủ lấy hạt nhân xanh, rồi đến công đoạn lưu kho giữ lại hương thơm tự nhiên trước khi xay sát lấy hạt nhân xanh nguyên vẹn đưa vào dây chuyền rang xay thành phẩm cung cấp cho thị trường. Du lịch cà phê có một lịch sử hình thành và phát triển lâu đời trên thế giới. Đây là hình thức du lịch dựa vào sự khai thác các giá trị của cà phê như hương vị, sản phẩm và cả những giá trị lịch sử và văn hóa bản địa. Ước tính có 400 tỷ ly cà phê được tiêu thụ hàng năm trên toàn cầu. Với niềm đam mê của đông đảo tín đồ cà phê, rất nhiều du khách sẵn sàng đến các cửa hiệu, cơ sở sản xuất hoặc vùng nguyên liệu cà phê để tìm hiểu văn hóa và thưởng thức đồ uống này. Thưởng thức cà phê tại không gian bản địa không chỉ nâng cao trải nghiệm của du khách mà còn giúp phát triển thương hiệu và tăng mức tiêu thụ cho ngành cà phê. Mặt khác, cây cà phê Việt Nam được trồng phổ biến ở Tây Nguyên, nơi có nguồn tài nguyên du lịch phong phú cả về tự nhiên và văn hóa. Đây chính là cơ sở tiền đề để phát triển mạnh sản phẩm du lịch cà phê với các sản phẩm đi kèm. Tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên vô cùng đa dạng với hệ thống các cao nguyên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, cảnh sắc phong phú với hệ thống thác nước, sông, suối, biển, hồ. Cùng với đó, sự đa dạng trong văn hóa cũng tạo cho vùng đất đỏ Ba Gian Tây Nguyên trở nên sống động và thu hút, cũng là điểm đến hấp dẫn thích hợp để tạo sự liên kết phát triển du lịch cà phê gắn với các loại hình du lịch khác. Lâm Đồng và Đắk Lắk là những điểm sáng trong việc phát triển loại hình du lịch cà phê. Tuy nhiên, tại Việt Nam, loại hình du lịch này mới chỉ phát triển ở giai đoạn sơ khai, rất cần sự quan tâm từ nhiều phía, nhà nước, doanh nghiệp và người dân để kích hoạt loại hình du lịch này phát triển trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Diễn ra trong 5 ngày, từ mùng 10 đến 14 tháng 3 năm 2023, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ước tính thu hút từ trên 40.000 đến 50.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến Đắk Lắk. Những hoạt động nổi bật được đông đảo người dân và du khách chú ý như lễ hội đường phố với chủ đề Buôn Ma Thuột, nơi hội tụ ba nền văn minh cà phê thế giới. Hội chợ triển lãm chủ đề Cà phê Buôn Ma Thuột vững bước hội nhập, thu hút 400 gian hàng với sự tham gia của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cuộc thi pha chế cà phê đặc sản, hội voi Buôn Đôn. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột hay thương hiệu cà phê Việt Nam đều đã ghi được những dấu ấn nhất định trên thế giới. Thực tế, sự chung tay giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân đã góp phần kích hoạt và phát huy những tiềm năng vốn có của loại hình du lịch cà phê tại Việt Nam. Hiện nay, cà phê đặc sản đang là một cột mốc để tất cả các bên trong chuỗi sản xuất cùng tham gia vào khâu cung ứng, hướng tới một tiêu chuẩn cao về chất lượng. Một giá trị dành cho tất cả, từ người sản xuất, người kinh doanh và đến cả người tiêu dùng. Đó cũng là xu hướng chuyển dịch trong ngành cà phê thế giới mà Việt Nam đang tiếp cận.